Thành phố Hồ Chí Minh đưa cả 4 bệnh viện dã chiến vào hoạt động. Thực hiện kế hoạch ứng phó dịch Covid-19 với kịch bản 10.000 đến 15.000 ca mắc, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng 4 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 với tổng quy mô 12.000 giường, trong đó có sử dụng 3 chung cư tái định cư. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã vượt qua con số 7.000 trường hợp. Dự báo số ca mắc còn tiếp tục tăng nhanh vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Bởi vậy, việc bổ sung thêm các bệnh viện dã chiến chuyên điều trị các trường hợp mới mắc hoặc các trường hợp đang được cách ly, không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ là rất cần thiết. Bên cạnh đó, nhu cầu cấp bách hiện nay là cần bổ sung các bệnh viện dã chiến chuyên thu dung điều trị để tiếp nhận cách ly các trường hợp mới mắc hoặc đang cách ly, chuyển sang F0. Quy mô các bệnh viện này đòi hỏi phải đủ lớn để chủ động cách ly ngay số lượng trường hợp dương tính mới được phát hiện. Ngoài ra, hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố cùng với hàng nghìn nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện thành phố, bệnh viện quận huyện và các bệnh viện trực thuộc bộ ngành được điều động luân phiên đến công tác tại 4 bệnh viện này. Thời gian mỗi đợt luân phiên là 4 tuần. Trong thời gian luân phiên, các y bác sĩ sẽ lưu trú hẳn tại các bệnh viện dã chiến và không trở về nhà. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.